Thưa giáo sư, dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu đó, thì cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình lịch sử của dân tộc? Đó là một ngày chiến thắng, ngày quốc hận, ngày thống nhất hay là ngày đánh dấu cái sự chia rẽ của dân tộc không thể nào hàn gắn được? Vâng, ngày 30 tháng 4 mà gọi là ngày chiến thắng hay là ngày quốc hận thì cái đó là tùy theo ở đứng ở về phía bên thắng trận hay là bên thua trận. Tôi nghĩ rằng cái chữ chiến thắng nó rất đúng trong cái nghĩa của người bên phía thắng trận. Nhưng mà càng ngày càng về sau đó thì cái chữ chiến thắng nó mất dần ý nghĩa đi. Ngay cả trong nội bộ của bên phía thắng trận cũng thấy rằng là nó đã mất ý nghĩa rồi. Là tại sao? Bởi vì thứ nhất ấy, là bởi vì ngay sau khi thắng trận không bao lâu thì các vị lãnh đạo ở miền Bắc đã có một cái sự bội ước với lại cái miền Nam, tức là cái mặt trận giải phóng miền Nam. Và thứ hai nữa đó là áp dụng một cái chế độ mà nhân dân đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân và làm gây nên những các cái chuyện bất mãn và đói khổ. Bởi thế cho nên cái chữ chiến thắng nó mất dần ý nghĩa đi. Và có lẽ vì thế cho nên chúng ta thấy những năm sau này đó người ta dùng nhiều hơn cái từ phổ thông hơn là cái từ thống nhất, gọi cái đó là ngày thống nhất. Thế nhưng mà ngay cái chữ thống nhất ấy, nó cũng lại mang một cái ý nghĩa mà nó cũng gây nên cho một cái, nghĩa là cái ý nghĩa thống nhất thì cái chữ đó nó có tính cách trung hòa hơn. Thì tôi nghĩ là cái chữ thống nhất nó có được hai cái ý nghĩa, một là nó có cái tính cách trung hòa, nó bớt được cái tính cách nghĩa là chiến thắng của cái người tự hào và có thể nó cứ đụng chạm đến những các cái vấn đề của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Mà lúc này là cái trong những năm gần đây thì càng ngày càng cái chính phủ trong nước càng muốn rằng là để mà lấy được cái lòng của người cộng đồng ngoài này lại. Bởi thế cho nên cái chữ thống nhất ấy nó được phổ thông hơn với cái ý nghĩa đó. Nhưng mà đối với lại người ở bên hải ngoại thì có lẽ chúng ta lại phải thêm một cái, ngoài cái chữ gọi là ngày quốc hận mà tôi sẽ nói đến sắp tới đây, có lẽ phải nói thêm một cái chữ mà tôi muốn nghĩ rằng là gọi là ngày tìm tự do. Đó. Thành ra chúng ta thấy có chiến thắng hay là quốc hận hay là ngày thống nhất, rồi bây giờ lại có thêm gọi là cái ngày tìm tự do. Tại sao? Là bởi vì như thế đó, tức là mới đối chiếu lại cái vấn đề của cái sự thống nhất lòng người mà cái tìm tự do để cho thấy cái sự chia rẽ mà trong cái câu hỏi của quý đài có nhắc đến, nó như là một cái ý nghĩa nó không thống nhất được lòng người mà nó có cái sự phân tán chia rẽ. Thì cái ngày tìm tự do là bởi vì đáng nhẽ thống nhất được lòng người thì người ta lại bỏ ra đi. Đó. Bỏ ra đi, thậm chí đến nỗi còn có thể nói rằng là nó cứ ra đi hoài, nếu mà cột đèn có thể đi được cũng còn đi. Thì như thế tức là có một cái sự chia rẽ nặng nề của cái vấn đề dân tộc. Đó. Thế bây trở lại cái chữ quốc hận đó, thì đấy là đứng về phía của cái cộng đồng ở bên phía ngoài này. Thì sự thực một cách lý tưởng mà nói đó thì hận thù cần phải xóa bỏ, cần phải quên đi thì đúng hơn. Và lý tưởng tôi nghĩ là làm một con người ai cũng mong cái chuyện đó, không ai muốn nuôi hận thù làm gì. Thế nhưng mà cái chữ quốc hận đó, cho đến bây giờ người ta vẫn giữ lại, người ta không thể bỏ được. Người ta không quên, nghĩa là người ta muốn quên nhưng người ta cũng không bỏ được. Cho đến chừng nào mà có cái chính sách thay đổi ở trong nước. Tức là vấn đề đi vào cái con đường thứ nhất là thật sự yêu nước, bảo vệ cái quyền lợi của đất nước đối với Trung Quốc. Thứ hai là phải đi vào cái con đường thực sự là của dân và vì dân, tức là con đường dân chủ hóa đất nước. Thì như vậy nó sẽ hóa giải được cái hận thù đi. Đó. Từ cái hóa giải hận thù thì tự nhiên cái chữ quốc hận dần dần người ta cũng sẽ có thể người ta bỏ được. Để người ta nghĩ đến cái lòng người nó bắt đầu nó gần lại với nhau hơn và thống nhất được hơn. Thì đấy là tôi có một vài cái suy nghĩ về vấn đề danh từ. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai tôi hy vọng rằng đến một ngày nào đó có thể không cần phải dùng chữ quốc hận mà có thể rằng là dùng một cái chữ trung hòa là cái chữ ngày thống nhất cũng được rồi. Nhưng mà cho đến ngày đó thì người ta vẫn còn có đầy đủ lý do để duy trì cái chữ quốc hận và để mà né đi một phần nào cái ý nghĩa đó. Thì cũng có một số người dùng cái chữ tìm tự do thì nó cũng tương tự nhưng mà nó còn đang tranh luận với nhau rất nhiều ngoài này, bởi vì cái chữ đó nó rất mới gần đây thôi, nó có cái lý do của nó cũng đúng đấy, nhưng mà nó cái chữ quốc hận vì thế không thể bỏ được cho nên do đó mới có cái sự tranh cãi cho đến bây giờ vẫn chưa dứt khoát. Thưa ông, thì trong cuộc chiến đấy đó thì miền Bắc đấy thì cho mình là chống đế quốc Mỹ xâm lược và giải phóng đất nước, còn miền Nam đó thì họ cho rằng là họ chiến đấu vì chính nghĩa, tự do và dân chủ cho dân tộc. Thì theo ông đó thì giữa hai miền thì miền nào mới là đại diện cho chính nghĩa của dân tộc?
Sự thực thì nghĩa là mỗi bên đều có một cái chính nghĩa của mình, bởi vì không thể nào nói rằng là theo tôi đó thì người cộng sản cũng là người yêu nước lúc đầu. À, khi mà chưa thành cộng sản thì những cái người mà đi tìm lý tưởng cộng sản đều là những người yêu nước cả. Thành ra như là ông Hồ Chí Minh khi mà khám phá ra được cái Lenin mà viết về vấn đề giải phóng dân tộc thì cho rằng cái chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa giải phóng dân tộc đem lại nền độc lập, cho nên ông hô lên như là một cái sự khám phá mới mẻ, ông reo mừng giống như là ông Archimedes ngày xưa mà kêu đến Eureka Eureka khi khám phá ra những cái định luật vật lý của mình vậy. Thế thì những cái người đó có thể gọi là những người yêu nước, trừ khi đến về sau này thành cộng sản thì đấy là một cái chuyện khác. Cũng như những người quốc gia chống Pháp thì cũng là những người yêu nước cả. Thành ra mỗi bên đều có một cái chính nghĩa của mình hết chứ phải không? Thế thì khi mà hai bên mà tranh thắng với nhau và một bên thắng rồi đó thì tất nhiên đáng nhẽ là có một cái sự mà hòa hợp ngay, hòa giải ngay, như là cái trường hợp của chiến tranh nội chiến của bên Mỹ, như là ông tướng Grant mà đón tiếp ông tướng Lee là cái người mà đầu hàng, thì đối xử với nhau một cách hết sức là bình đẳng và lại còn tôn trọng lẫn nhau nữa chứ mà chỉ là bình đẳng. Thì như vậy được, thì chúng ta thấy rằng cái chuyện nếu mà như vậy thì cái chính nghĩa của phe chiến thắng với lại cái chính nghĩa của cái phe mà gọi là thua thì cũng vẫn là một mà thôi. À, thành ra tôi thấy rằng là nếu mà bây giờ cứ đứng về phía một bên, mà bởi vì cái đó tôi nghĩ rằng cái lỗi lầm là cái vấn đề là cái vấn đề chủ nghĩa cộng sản quốc tế, mang cái sứ mạng của cộng sản quốc tế để mà đi mà chinh phục nhân loại, thì từ đó cho nên nó mới có cái sự khác biệt với lại cái chính nghĩa của quốc gia. Và cái chính nghĩa của cái người cộng sản lúc ban đầu là chính nghĩa yêu nước và giải phóng đất nước, nó không còn là cái chính nghĩa y nguyên như thế nữa, mà nó đi vào cái con đường cộng sản là cái con đường quốc tế hóa, nó khác rồi, nó không phải là cái chính nghĩa quốc gia, cho nên nó có cái sự xung đột về ý thức hệ rõ ràng, là một đằng là ý thức hệ cộng sản, không phải là ý thức hệ quốc gia dân tộc. Khi ông Hồ Chí Minh mới lộ cái ý có vẻ dân tộc cái là bị Stalin trừng phạt ngay đó, thì chúng ta thấy ngay cái đó thành cái chủ nghĩa quốc tế của họ, nó có một cái kỷ luật, nó có một cái như là một thứ tôn giáo đặc biệt của họ, thành cho nên nó không còn cái đặc tính của cái chủ nghĩa yêu nước như là cái người quốc gia. Đấy là cái vấn đề mà tôi thấy cái sự xung đột mà cho đến ngày rất tiếc ở cái chỗ là đáng lẽ rằng nếu mà tất cả chỉ vì thật sự vì vấn đề yêu nước mà khác nhau về những cái ý niệm về vấn đề, nghĩa là khác biệt về vấn đề ý thức hệ cũng không sao, miễn là cùng đạt đến cái lòng yêu nước hết. Nhưng mà vì rằng là đấy cái nội dung của cái vấn đề chủ nghĩa cộng sản quốc tế với lại cái vấn đề chủ nghĩa quốc gia, thành do đó cho nên nó mới đi đến cái vấn đề lỗi lầm như ngày nay. Thưa ông, trong cuộc nội chiến giữa hai miền đó thì còn có sự tham gia của các cường quốc ở miền Bắc, đó là Liên Xô và Trung Quốc, còn ở miền Nam thì là Hoa Kỳ. Vậy có thể nói là Việt Nam là các con cờ trong tay các cường quốc, và liệu các lịch sử có thể diễn biến khác đi để Việt Nam có thể tránh được cái sự đau thương cho dân tộc mình hay không? Theo tôi đó thì có lẽ mình phải nhắc đến một cái truyền thống của cái dân tộc của mình là một cái dân tộc tồn tại, một cái dân tộc survival. Bởi vì tất cả chúng ta là phải đối phó với lại, luôn luôn trong mấy nghìn năm phải đối phó với phương Bắc. Mà tồn tại được cho đến bây giờ mà không bị lệ thuộc, không bị mất cái độc lập của mình là do đâu? Mà tôi gọi ở trong sách cái trước đây tôi đã viết và tôi duy trì cái từ đó, tức là cái vấn đề nhu đạo. Dùng cái nhu đạo về ngoại giao, dùng cái nhu đạo về quân sự để mà tồn tại được. Cho nên chúng ta thấy cái kinh nghiệm của đất nước là mỗi một khi chiến thắng Trung Quốc xong thì nghĩa là các vua chúa, các triều đại ngày trước đều lại trở sang triều cống với Trung Quốc và còn xin lỗi, như là một xin lỗi một người đàn anh, rằng là thôi đã, anh tấn công tôi đụng vào anh thì bây giờ thôi chúng ta xin anh bỏ qua. Đó. Thì tất cả cái sự làm lành, cái thái độ đó là một thái độ hết sức nhu đạo. Và cái nghệ thuật chiến đấu cũng thế, chúng ta không thấy bao giờ có cái sự xung đột giữa một cái đạo quân nhỏ như Đức của nước Việt Nam với một cái đạo quân vĩ đại hùng vĩ lớn như là của Trung Quốc đối đầu với nhau cả. Mà chúng ta dùng nhu đạo, tức là dùng gọi là chiến tranh du kích chẳng hạn, đấy là một thứ nhu đạo, dùng yếu để đánh mạnh. Đó. Thì tất cả cái chiến thắng về vấn đề quân sự là nhu đạo, cái vấn đề chinh phục được để cái cường quốc phương Bắc nó để cho mình yên là về vấn đề cái nhu đạo ngoại giao. Thì cho đến gần đây chúng ta thấy rằng là cái nhu đạo nó không được áp dụng trong cái cuộc chiến. Phải nói rằng là cái thế nó hơi khác rồi, là bởi vì ngày xưa chúng ta chỉ có một nước để đối đầu là cái địch thủ phương Bắc. Bây giờ chúng ta kẹt ở giữa hai cái thế lực đại cường hết, một bên là khối cộng sản do Liên Xô với Trung Quốc lãnh đạo, và Việt Nam chỉ là một quân cờ. Một bên này là do Hoa Kỳ
lãnh đạo, Việt Nam cũng bị coi như là một thứ quân cờ để mà dùng cho hai cái ý thức hệ lớn, hai cái thế lực của cường quốc nó tranh chấp lẫn nhau, và chúng ta bị dùng làm những các cái chiến tranh mà về sau này tôi dùng gọi là chiến tranh ủy nhiệm là vậy. Đó. Thế thì bây giờ đứng kẹt ở cái thế giữa đó, làm thế nào để có thể tồn tại, và liệu rằng Việt Nam có cái cơ may gì để tồn tại được hay không? Đó. Thì tôi cũng đã có việc gần đây có viết một số bài, thì trong đó tôi cũng có nhắc đến là nhất định rằng là chúng ta phải nhu đạo rồi. Bởi vì cái triết lý để tồn tại của dân tộc của chúng ta cho đến ngày nay mấy nghìn năm không mất là cái triết lý nhu đạo. Thì bây giờ chúng ta cứ áp dụng linh lập cái triết lý nhân đạo đó vào trong cái vấn đề đối ngoại. Thì lẽ dĩ nhiên và linh động như vậy đối với cả hai bên thì tất nhiên chúng ta phải chọn con đường ở giữa. À, mà thôi thì muốn gọi nó là trung lập hay cái gì cũng được hết, nhưng là không lệ thuộc vào bên nào. Cái điều này thì tôi đã nghe ở miền Bắc có các lãnh đạo miền Bắc có nói nhiều lần, và tôi đồng ý về vấn đề lý thuyết, nhưng mà tôi thấy trên thực tế thì không áp dụng cái trung đạo đó. À, thành tuy rằng nói ra thì đúng nhưng mà không bao giờ làm. À, thành vẫn có cái sự thiên lệch, mà ở đây chúng ta thấy nhìn thấy rõ là các vị lãnh đạo miền Bắc cho đến bây giờ, tôi hy vọng là nó sẽ đổi, nhưng mà ít nhất cho tới bây giờ đó, vẫn còn có cái lúng túng giữa cái vấn đề là đi với Trung Quốc hay là đi với Hoa Kỳ, đứng ở giữa như thế nào. Và cái sự thực cái đứng giữa đó luôn luôn rằng là tuy rằng là nói đi với Hoa Kỳ để cân bằng với Trung Quốc, nhưng sự thực tất cả cái thực tế nó cho thấy rằng vẫn chọn cái con đường đi với Trung Quốc. Thành ra cho nên đấy cái đó nó cái cân bằng nó sự thực nó có cái sự thiên lệch đó mà bây giờ cần phải sửa chữa. Còn nói vấn đề trở lại cái câu lúc nãy có nói rằng là có cái cơ hội gì để cho Việt Nam có cái yếu tố quốc tế gì đến nỗi để cho mình có thể là mình thoát khỏi được cái sự tranh chấp đó, mình độc lập được không, thì lại phải trở lại cái vấn đề lịch sử của mình đó. Rằng là trước khi mà có cái sự xung đột ý thức hệ đó mà hai bên dùng lẫn nhau như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là sau cái đệ nhị thế chiến các cường quốc đã họp với nhau. À, và người ta đã chọn một cái con đường rằng là đi đến vấn đề là bãi bỏ chế độ thuộc địa. Hoa Kỳ lúc đó rõ ràng lắm với Roosevelt là đưa rất rõ ràng là phải bỏ hẳn chế độ thuộc địa đi để mà đem lại cái hòa bình thế giới. Thế và vì thế cho nên sau này chúng ta thấy rằng các cái dân tộc thuộc địa đó, như là bên Nam Dương mà thuộc vào Hòa Lan, hay là bên Ấn Độ thuộc về Anh, thế rồi bên Pháp thì có Châu Phi với lại về phía Đông Dương đó. Thì chỉ có cái nước Anh với Hòa Lan là áp dụng, còn phía Pháp thì hơi ngoan cố quá cho nên mới bám chặt lại cái chuyện đó. Vì thế cho nên nó tiếc là cái cuộc chiến tranh, nếu mà nói rằng là cái thế bên ngoài giá mà theo được đúng cái hướng chung mà của Hoa Kỳ đưa ra lúc đó là phải các dân tộc bị trị cần phải được giải phóng và bỏ cái chế độ thuộc địa đi để đem xây dựng một cái thế giới, một cái trật tự mới của thế giới, thì nước Việt Nam đã không lâm vào cái tình trạng như ngày nay. Thế nhưng mà đấy là cái lỗi lầm của Pháp mà chúng ta đã thấy. Thì sau đó, nhưng mà ngay cả Pháp nữa cũng không bao lâu thì chúng ta thấy rằng đấy Pháp từ sau cũng lại phải trả lại hết tất cả cái nền độc lập cho bên Phi Châu mà thôi. Đó. Từ Bắc Phi cho đến Nam Phi mà có thuộc địa của Pháp thì Pháp cũng trả lại hết. Thành ra không cần phải tốn xương máu nhiều. Cái cuộc cái mưu đồ về thuộc địa của Pháp nó gây xương máu, nhưng mà rồi cho nó không kéo dài. Nó không gây xương máu đến độ rằng là đi đến cái cuộc chiến mà cả anh em trong nhà giết lẫn nhau mấy chục năm trời như vậy. Giáo sư có nhắc đến cái con đường trung đạo, thì theo ông đó thì liệu cái con đường trung đạo đấy ngày nay có còn áp dụng được hay không, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn bị kẹt trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, nhất là sau chuyến thăm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc và sắp tới là đến Hoa Kỳ? Tôi nghĩ rằng là trung đạo đó thì Việt Nam, như lúc nãy tôi nói đó, là cái lý thuyết thì rất đúng, nhưng mà vì là trên thực tế chưa thi hành. À, thì tôi hy vọng rằng là Việt Nam càng ngày càng nhìn rõ ra cái đường hối là phải thi hành cho thật đúng cái con đường trung đạo của mình. Và bây giờ phải nhìn sang hai cơ quốc. Trung Quốc nghĩ thế nào nếu Việt Nam trung đạo? Hoa Kỳ nghĩ như thế nào nếu anh Việt Nam trung đạo? Thì theo tôi đó, thì Hoa Kỳ không có care, nghĩa là không có quan tâm đến cái vấn đề là Việt Nam trung đạo hay không. Lẽ dĩ nhiên là đều muốn theo với ảnh hưởng của mình. Nhưng mà trong khi mình biết rằng là cái anh Việt Nam nó đứng ở giữa hai cái thế, nó vướng cái nước Trung Quốc lớn vĩ đại ngay sát nách mình, thì cũng phải hiểu cho anh Việt Nam là nó phải giữ cái thế trung đạo của nó để nó tồn tại. Và lại, Hoa Kỳ có đủ lý do để trung đạo, để chấp nhận cái trung đạo. Thứ nhất
là Hoa Kỳ không có mưu đồ xâm chiếm thuộc địa đất đai của Việt Nam bao giờ cả. Thứ hai nữa là vấn đề Hoa Kỳ không có để ý đến cái vấn đề rằng là phải tranh giành với Trung Quốc về cái vấn đề Hán hóa cái dân tộc. Hoa Kỳ không có một cái nền chủng tộc hay cái văn hóa gì để mà phải Hoa Kỳ hóa cái dân tộc Việt Nam về vấn đề chủng tộc. Bởi vì đó là một dân tộc đa chủng. Thành ra nó cái vấn đề Trung Quốc nó bị cái vấn đề là có cái mưu đồ không bao giờ coi Việt Nam là một cái mảnh đất độc lập. Trung Quốc vẫn luôn luôn coi Việt Nam là một phần của đất Trung Quốc. Cái đó khác hẳn Hoa Kỳ. Chuyện thứ hai là vấn đề Trung Quốc có cái âm mưu là hán hóa cái dân tộc Việt Nam. Hai cái điều đó là khiến cho Việt Nam phải vô cùng cảnh giác. Mà các thế hệ cha ông của chúng ta cho đến bây giờ đã cảnh giác như thế. Thì bây giờ các nhà lãnh đạo bây giờ nếu mà không cảnh giác đúng giữ được cái con đường trung đạo đó. Mà tránh lại muốn giữ được con đường trung đạo này đối với cái tham vọng đó của Trung Quốc. Thì lại phải mượn cái thế của đồng minh bây giờ để mà cân bằng lại Trung Quốc. Bởi vì tự mình lúc này còn yếu quá. Chưa đủ sức tự lực để mà cân bình được với Trung Quốc, để đối phó với Trung Quốc. Cho nên muốn thật sự đối phó được với Trung Quốc thì phải có sự quân bình và dựa vào cái thế của quốc tế, dựa vào cái thế của Hoa Kỳ, dựa vào cái thế của các nước tự do, dựa vào cái thế gần nhất là của thế của các nước ASEAN. Thì cái liên minh đó nó không có cái nghĩa rằng là mình lệ thuộc, mà cái đây chỉ là liên minh với tư cách đồng minh để mà quân bình lại Trung Quốc, chứ không phải để mà chống Trung Quốc. Thì và như vậy, cái message đó, cái thông điệp đó nó sẽ gửi rất rõ cho Trung Quốc thấy. Và khi Trung Quốc thấy rằng đằng sau lưng Việt Nam có cả Hoa Kỳ, có cả đồng minh, có cả những cái thế giới tự do và cộng đồng Âu Châu chẳng hạn, thì tất nhiên Trung Quốc sẽ không thể lấn tới được nữa. Đấy là cái con đường thoát của Việt Nam, là chọn đúng cái con đường trung đạo của mình, thật sự chọn được cái con đường đó đi, để mà đi với đồng minh với tư cách độc lập, chứ không phải đi với tư cách lệ thuộc. Và đồng thời đối với Trung Quốc vẫn tất cả cái sự thân hữu là vẫn đi được với Trung Quốc chứ không hề chống Trung Quốc. Tôi nghĩ đấy là cái con đường sống của dân tộc của chúng ta, và nó hoàn toàn có chính nghĩa đối với lại dân tộc, đối với quốc tế, đối cả với những cái dân tộc Trung Quốc, những cái người trí thức tỉnh ngộ ở Trung Quốc, người ta cũng nhìn thấy được cái con đường đó. Một trong những cái hậu quả của cái cuộc chiến gây ra đó là cái sự chia rẽ trong lòng dân tộc mà đến nay vẫn chưa thể hàn gắn được. Vậy thì theo giáo sư đó thì có cái liệu cái con đường hòa giải có khả thi hay không, và nếu có thì đâu là lộ trình khả dĩ nhất? Đây là một cái đề tài mà tôi quan tâm từ rất sớm, cả mấy chục năm nay, khi bắt đầu có chiến cái cuộc mà gọi là di tản và tị nạn ra ngoại quốc. Tôi đã nghĩ đến cái vấn đề rằng là cái tương lai của đất nước Việt Nam sau này ra sao, cái quan hệ như thế nào của giữa cái cộng đồng hải ngoại nó với trong nước. Và nhìn thật xa như vậy đó thì mới thấy rằng là lẽ dĩ nhiên không thể nào mà cứ thù hận mãi mãi được. Đến một cái ngày nào đó, dù thế hệ này không xong thì đến thế hệ sau nó cũng sẽ phải đi đến vấn đề cái lòng người trong và ngoài nước mà thôi. Và cái như thế thì có thể nói rằng cái chữ hòa giải nó là một cái mục tiêu tất yếu của dân tộc. Một cái dân tộc không thể nào mạnh, không thể nào phát triển được nếu mà cái dân tộc đó chia rẽ và căm thù lẫn nhau, thì cái dân tộc đó không bao giờ mạnh, không thể nào tiến tới được. Và nhất là cái thế của Việt Nam trong cái khung cảnh của Đông Nam Á, của khu vực cũng như của toàn bộ thế quốc tế ngày nay. Vậy thì đấy, cái hòa giải là một cái mục tiêu mà tất yếu chúng ta cần phải đạt tới. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên nó có rất nhiều trở ngại cho đến bây giờ, mà rất đáng tiếc rằng có biết bao nhiêu cơ hội để có thể, nghĩa là xây dựng được, phát triển được cái ý thức và sống được cái quan niệm về hòa giải để nó có thể đạt được cái mục tiêu đó. Thì cái vấn đề là đã bị bỏ qua. Ai bỏ qua? Tôi phải nói ngay là sự thực hòa giải hay không đó là cái vấn đề nó phải bắt đầu khởi đi từ một cái điểm nào đó, là khởi đi từ người thắng trận chứ không phải từ người thua. Người thua không bao giờ chìa tay xin được hòa giải. Mà cái người thắng, nếu vì quyền lợi của đất nước, nếu vì tương lai lâu dài của dân tộc, thì nhất định phải chìa tay đón nhận cái người thua trận để mà hòa giải với người thua trận. Giống như là cái ông tướng Grant đã mở tay ra để đón nhận cái sự đầu hàng của ông tướng Lee. Đó. Thế thì như thế tức là hòa giải phải được bắt đầu từ cái phía người thắng trận, từ phía ở trong nước, từ các nhà lãnh đạo của Việt Nam ở trong nước. Mà việc đó cho đến nay thật sự tuy rằng có nói ra nhưng chưa bao giờ làm cả. Rồi gần cho đến lúc mà lại thấy rõ hơn là chỉ muốn đặt vấn đề, tuy rằng nói hòa hợp hòa giải nhưng về sau lại nói nhiều về hòa hợp, chứ còn cái chữ hòa giải muốn bỏ đi.
là bởi vì hòa hợp tức là chỉ muốn kéo người ta về với mình thôi. Hòa hợp là hòa hợp với mình, hiểu không? Tức là mà không đặt cái vấn đề hòa giải, tức là không tôn trọng cái quan điểm của bên kia. Mà hòa giải là bắt buộc là con đường hai chiều, không phải là hòa giải một chiều. Hòa giải một chiều là hòa hợp đó, hòa hợp là hòa giải một chiều thôi, là anh phải đi theo tôi. À, thế như thế tức là không bao giờ có hòa giải được. À, và cái con đường hòa hợp một chiều như thế là con đường sai. Cho nên phải bắt đầu, phải thật sự là vấn đề hòa giải mới đúng. Đấy là tôi mới nói về cái khó khăn mà cho đến bây giờ vẫn chưa làm được cái chuyện đó, là bởi vì những các lãnh đạo trong nước nói về hòa hợp hòa giải mà về sau này lại bỏ cả hòa giải nữa, mới là chỉ đặt vấn đề một chiều, tức là vấn đề đặt người ta, kéo người ta về với mình. Và trong khi đó chính mình phạm rất nhiều những cái sai lầm, phạm rất nhiều những các cái tội có thể nói là tội ác với dân tộc nữa, để cái chính sách đối nội rồi chính sách đối ngoại, rất nhiều những cái chính sách mà làm mất lòng người. Cho nên đáng nhẽ phải tự sửa sai mình đi, à, và để mà mở vòng tay hòa giải bên ngoài thì lúc đó người ta sẵn sàng, người ta đón nhận. Đấy. Thế còn cái lộ trình nếu bây giờ mà gọi là có thể thực hiện được thì cái lộ trình hòa giải đó nó thể hiện như thế nào? Thì tôi xin bắt đầu cái lộ trình đó là bắt đầu từ phía Việt Nam, là bắt đầu phải chìa tay ra trước. Và cái sự chìa tay ra trước đó không phải chỉ bằng lời nói, à, bởi vì rằng là nếu nói thôi được rồi thì bỏ qua đi, chúng ta hòa giải với nhau đi, và bây giờ các anh về đây để cho hòa giải với nhau, không phải là như vậy. Và cũng không phải là có nghĩa hòa giải có nghĩa là kêu gọi người ta về để đóng góp. Cái đóng góp hai phía, cái đóng góp có thể nói là trong nước các vị lãnh đạo có số người đã nói rằng ấy, thì đóng góp về vấn đề vật chất, về tiền bạc thì cũng đã là coi như cái sự đóng góp đáng kể đấy. Nhưng mà có cái sự đóng góp đáng kể hơn và có giá trị hơn là cái sự đóng góp về trí tuệ, tức là cái người ta gọi như là chất xám đó nhé. Thì các lãnh đạo trong nước vẫn kêu gọi cái đó và phàn nàn rằng là cho đến nay cái sự đóng góp chất xám không có gì đáng kể. Mà quả thật chả có gì đáng kể cả, mà đáng lẽ là phải rất đáng kể, bởi vì cái nguồn lực về trí tuệ ở ngoại quốc rất nhiều. Đó. Mặc dù trong nước bây giờ cũng đang xây dựng, đã phát triển lên, nhưng mà vẫn phải cần đến cái sự phối trí của những các anh em trí thức, chuyên gia ở bên ngoài, để mà cùng với lại các anh em chuyên gia và trí thức ở trong nước hợp lại với nhau để cùng xây dựng nên một cái đất nước hùng mạnh, một cái dân tộc mà hạnh phúc với nhau. Đó. Thì cái chuyện đó thì là cái lộ trình là phải bắt đầu từ ở trong nước, thì tự nhiên là nó sẽ có thể thực hiện được với những cái giai đoạn mà đồng thời, à, tôi xin lỗi, một cái lộ trình thứ hai mà nó ở trong cái cùng cái bước đó, mình phải chìa tay ra trước và đồng thời mình phải sửa đổi tất cả những các cái sai lầm mà mình đã vướt phải. Thì tức là bằng cái gì? Là bằng con đường hay nhất, không cần phải xin lỗi xin lắc gì cả, bằng cách cứ hành động thôi. Mình cứ sửa sai bằng hành động những các cái chuyện làm sao để có thể nghĩa là thực hiện được cái mục tiêu một cái đất nước của dân, do dân và vì dân. Như là vẫn nói, làm cái chuyện đó thật đi thì tất nhiên rằng là làm người ngoài này người ta cũng chỉ đợi cái chuyện đó. Người ta đâu có tranh giành về vấn đề để cướp lại chính quyền làm gì. Người ta chỉ mong rằng có một cái chính quyền mà thật sự nhận ra cái sai lầm của mình, mở rộng lòng bàn tay ra kêu gọi sự hòa giải, và đồng thời đối với nhân dân trong nước mở rộng được tất cả những các cái con đường chính sách mà đưa đến cái vấn đề tự do, no ấm, hạnh phúc cho nhân dân. Thì đấy là cái con đường mà tôi nghĩ rằng cái lộ trình đó chỉ có người trong nước mới làm được, chỉ có lãnh đạo trong nước mới làm được, và vấn đề ở ngoài này người ta chờ đợi chuyện đó để người ta chấp nhận cái sự hòa giải mà thôi. Và cái sự đóng góp lúc đó nó sẽ hết sức là quan trọng. Tôi có thể nói rằng lúc đấy tôi cứ nói đến cái chữ sai lầm và tội ác. Thì cái đó tôi không muốn nêu cái vấn đề một cách nó gay gắt đến như vậy. Nhưng mà thật sự nó là có như thế. Thì bây giờ tôi lấy một cái thí dụ về vấn đề cái lộ trình hòa giải. Mà tôi cho có một cái bước hết sức quan trọng mà cho đến bây giờ nhà nước và dễ làm mà cũng lại chưa chịu làm. Đó là gì? Tôi lấy một cái thí dụ mà người ta vẫn nói là vấn đề hòa giải với người sống chưa được thì ta hãy hòa giải với người chết trước đã. Đấy là gì? Tôi muốn nói trở lại là cái vấn đề mà có lẽ bây giờ nhiều người trong nước và ngoài này cũng đã bắt đầu chú ý đến nhiều. Bởi vì nó có lẽ nó đang sắp sửa, nó có những cái biến chuyển mà có thể hoặc là bất lợi hoặc là thuận lợi trong cái chuyện đó. Đấy là vấn đề trùng tu cái nghĩa trang Biên Hòa chẳng hạn. Đấy là vấn đề thứ hai nữa, là vấn đề mà cho được người ta tìm lại mộ và cải táng hài cốt của những người tù cải tạo mà chết ở trong các trại. Làm được hai cái đó thì nó sẽ là một cái sự chứng tỏ một cái nghĩa cử, một cái cử chỉ rất đẹp
để mà hòa giải với lại bên ngoài, chứng tỏ cái tinh thần thiện chí và đẹp của người trong nước, của lãnh đạo. Mà cái chuyện đó rất dễ thôi, thì hòa giải với người sống cũng còn đang hơi khó khăn, thì bây giờ ta làm cái chuyện vấn đề cho đi tìm lại mộ tù cải tạo, cho người ta cải táng thân nhân, người ta được yên lòng, người ta đối với cái tín ngưỡng của người Việt Nam, đối với người chết nó có được cái yên tâm đối với người sống. Thứ hai nữa là về cái vấn đề cái nghĩa trang Biên Hòa, thì để cho cái trùng tu lại, để cho gọi là một có một cái di tích, là vấn đề rằng đây cái cuộc chiến nó đã qua, đấy là cái di tích lịch sử đã qua, chứ không phải là một cái điểm để mà ghi nhận cái sự thắng lợi hay là của về phía bên nào nữa. Cái thắng thua nó đã rõ rồi, nhưng bây giờ chỉ là vấn đề cái hòa giải của giữa người thắng với người thua, để cho thấy rằng đây đều có những cái người chết này nằm xuống là vì vấn đề tổ quốc hết. Cũng giống như tôi thấy gần đây có những cái cử chỉ rất đẹp về cái chuyện của Hoàng Sa hay Trường Sa, của những người, các anh em ngay quân đội chiến sĩ trong nước mà cũng còn ra nhìn nhận kỷ niệm cái chuyện lễ Hoàng Sa, ca ngợi cái anh hùng của những cái người mà vì đất nước mà bảo vệ Hoàng Sa với Trung Quốc. Thì đấy là một cái then chốt, một cái chìa khóa rất hay, là dựa trên lòng yêu nước, vì cái tình dân tộc mà để đi đến hòa giải. Thì tôi thấy cái đó rất dễ. Đã làm được cái chuyện Hoàng Sa, tại sao không làm được thêm một cái chuyện về vấn đề cho người ta đi kiếm được những các cái cải táng, những cái mộ của những cái tù cải tạo đã chết xưa nữa kia. Tại sao không cho người ta trùng tu lại nghĩa trang Biên Hòa, để lại như một cái di tích của những cái người anh em miền Nam cũng đã vì vấn đề cái lý tưởng của mình mà chết, thì bây giờ thua rồi, thì bây giờ chúng ta chấp nhận cái chuyện mà cái sự lý do, cái sự tồn tại như một cái bằng chứng lịch sử. Tôi cái chuyện này tôi làm việc đã lâu lắm mà nó cũng có tiến triển, nhưng mà nó cứ nhùng nhằng mãi, nó chưa xong. Và tôi thấy nếu cái chuyện này mà dễ như vậy mà không xong được thì khó lòng mà tiến đến cái chuyện hòa giải dân tộc đối với những cái người còn sống của thế hệ này cũng như thế hệ sau này. Thì đấy là cho nên tôi mong muốn rằng trong những cái ngày sắp tới đây mà nhà nước cũng như là chính phủ phải nhìn thấy rõ cái then chốt của vấn đề hòa giải, để mà phải cố gắng thực hiện và cái lộ trình đó đạt tới cho nó tốt đẹp. Những cái bước đi như thế nó rất là được lòng người, và có thể đi đến cái vấn đề mà tạo dựng được một cái đất nước và một cái dân tộc hùng mạnh được. Nói đến vấn đề hòa giải đó, thì Việt Nam hiện nay đang gặp cái hiểm họa từ cái sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông đó. Vậy thì theo giáo sư đó, thì cộng đồng người Việt ở hải ngoại có vai trò như thế nào trong cái việc chống lại âm mưu đó? Và câu này cũng tôi cũng đã có trả lời trước đây, đề cập đến vấn đề này đúng hơn, và trong ít nhất là hai bài viết của tôi trước đây rồi, cách đây cũng đã mấy năm, từ năm 2000 tôi nhớ là 2011, tức là cách đây 4 năm tôi đã viết cái vấn đề đó. Là bây giờ trước cái hiểm họa của Trung Quốc như vậy đó, thì bây giờ có thể nào nên trong với ngoài nên đoàn kết với nhau để cùng chung lưng bảo vệ đất nước hay không, cùng đi đến sách được vận động với quốc tế, nhất trí dân tộc và lại vấn đề liên cái minh với quốc tế, cái con đường để bảo vệ cho đất nước được không. Thì tôi đã nêu cái vấn đề này và cũng đã gây tranh cãi với cả những anh em ngoài này nữa, nhưng mà tôi nghĩ rằng nói chung thì cái con đường đó là cái con đường mà tôi nghĩ rằng là mà tôi đề nghị là cái con đường nó sẽ được chấp thuận nhiều hơn. Bởi vì có những cái chủ trương cho như thế này là đúng, Trung Quốc là một hiểm họa mà chúng ta cần phải bảo vệ, nhưng lại có những cái quan điểm nó đi đến một cái mà vì thế cho nên nó mâu thuẫn với quan điểm của tôi là như thế này. Là tôi lấy một cái thí dụ cụ thể thôi. Bây giờ trong một cái gia đình, trong một cái ngôi nhà có hai gia đình anh em sống chung với nhau, rồi đến lúc có một lúc mà xung đột cãi nhau mà muốn, thậm chí đến muốn đánh nhau chí chóe, nhưng mà trong khi mà đang mâu thuẫn với nhau như vậy thì có những cái kẻ thù ở bên ngoài đó, nó đang vác súng, nó sắp sửa nó vào nó cướp ở trong nhà mình. Thế bây giờ có cái quan niệm rằng là như thế, trước cái nguy chung là cái kẻ thù kia nó vào thì cả hai anh này đều là nạn nhân hết. Thế bây giờ hãy tạm thời quên cái sự mà chống đối nhau trong này đi, để mà hãy hợp lại lực lại với nhau để đánh chống cái đuổi cái kẻ thù mà đang xâm lấn vào nhà mình. Hay là bây giờ cứ nhất định rằng là bây giờ phải diệt cho cái gia đình này, phải diệt xong cái gia đình kia đã, rồi bây giờ mới quay sang chống lại cái kẻ thù. Tôi nghĩ rằng cái câu trả lời ai cũng có thể thấy rõ là không nên làm như vậy. Là tất nhiên là đối với kẻ thù chung thì trong lúc hãy gạt đi cái bỏ thù riêng đi, để mà bây giờ hãy hợp với nhau để mà đối phó với kẻ thù chung, xong đó rồi thì hãy lại giải quyết với nhau sau. Thì lúc đó giải quyết với nhau một cách tỉnh táo thì là đi đến vấn đề hòa hợp, hòa giải, bằng không thì lại đi đến vấn đề chọn lựa để một bên thắng một bên thua, thì cái chuyện đó là về sau. Nhưng mà để cho đất nước tồn tại, để cho cái ngôi nhà của mình nó còn đó, nó không bị mất, thì tức là vẫn phải hợp lực với nhau để mà chống kẻ thù. Thế đấy là cái quan niệm đó, là cái của tôi. Cho nên cái vấn đề rằng là tôi mới đề nghị trong một cái bài viết trước đây, tôi nói là bây giờ hãy tạm thời nhà nước cũng phải dẹp bỏ thế. Nếu mà thật sự
về vấn đề bảo vệ đất nước, thì hãy bỏ tất cả những cái chuyện mà chống đối hay là những cái chính sách sai lầm đối với bên ngoài và bên trong, và đặc biệt là đối với những người anh em trong nước mà là cũng là những người yêu nước, mà về sau vì bất đồng chính kiến rồi bị bỏ tù, bị bỏ giam, thì bây giờ phải thả những người đó ra để mà những người đó cùng đóng góp với mình. Thì đấy là cái chính sách phải thay đổi trong nước, là cái phải thay đổi ngay, hòa giải với người trong nước trước, và vấn đề kêu gọi với những anh em bên ngoài sẽ hợp tác để mà kêu gọi chống kẻ thù chung, rồi chúng ta sẽ giải quyết với nhau chuyện nội bộ sau. Thì như thế cái kêu gọi đó nó sẽ có hiệu lực hơn, và người bên ngoài cũng nên đáp ứng ngay cái lời đó mà cái thuận lợi. Thế còn trái lại như tôi nói lúc nãy, lại có những người chủ trương rằng là bây giờ hãy tiêu diệt cái chế độ ngày đã rồi bây giờ mới đánh kẻ thù. Thì như thế tôi cho là đấy là một cái ý nghĩ của những người vì cái lòng thù hận. Cái đó mình cũng phải hiểu tại sao người ta thù hận đến cái độ mà người ta bất chấp cả tất cả những cái chuyện mà kẻ thù chung, mà đến nỗi chỉ vì là cái vấn đề oán hận riêng. Thì cũng hiểu được cái đó thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là như thế là không có đúng, phải là một con đường sáng suốt. Mà sự thực là phải nên đoàn kết đối phó với kẻ thù chung. Bởi tôi cũng nghĩ như thế này, có người nói rằng nếu mà như thế thì sau khi chiến thắng rồi thì cái phe kia nó lại mạnh lên, nó lại vẫn cai trị. Thì tôi thấy rằng không, tình thế nó sẽ đổi khác. Khi mà đã hợp được, đã thả được những các cái hòa giải thật sự, đã có thể là bỏ hết tất cả những cái người bất đồng chính kiến mà người ta ra để hợp nhất, và cũng như là người trong nước đã, người ngoài nước đã hợp lực để mà cùng chống rồi đó, thì tức là cái tình thế lúc đó là bắt đầu loại được một cái kẻ thù Trung Quốc đi, thì chúng ta có được rất nhẹ được cái gánh nặng để mà có thể đi đến vấn đề xây dựng đất nước. Và lúc đó cái lực lượng mà ở trong nước của nhân dân cũng như là của những cái người gọi là dân chủ ở trong nước sẽ có đủ tất cả những các cái thế lực mạnh hơn rồi, và đủ những cái lý do để thuyết phục cái người lãnh đạo trong nước, và lãnh đạo lúc đó cũng sẽ tỉnh ngộ rồi, không bị cái gọng kìm của Trung Quốc nó ép mình nữa, thì lúc đó cũng nhìn ra cái con đường nào phải đi. Thì lúc đó cái giải quyết với cái vấn đề mâu thuẫn nội bộ giữa của người quốc gia và người cựu cộng sản với nhau, sự thực lúc đó chỉ còn là vấn đề của những cái người mà vấn đề vì lợi ích chung của đất nước thôi, tôi thấy nó dễ giải quyết hơn. Bắc vô đây, bàn tay như máu đồng bào. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người. Hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích hận thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc phôi tay. Giặc thù đó thù đó bạo tàn, giặc thù đó giết hại dân lành, đốt phá quê hương. Ôi vùng chỉ thiên an lòng, vùng tam biên lửa máu, từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta, vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi vùng lên giữa bao tan, anh em ơi vùng lên giữa sông lan, anh em ơi nếu có còn ta mới còn, còn tự do và còn thương nó. Bàn tay như máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người, hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây,
bàn tay chứng tích phần thù. Giặc từ miền Bắc khô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh. Giặc thù đó xâm lăng, giặc thù đó bao tàn, giặc thù đó giết hại dân lành, đốt phá quê hương. Ôi vùng Tri Thiên An Lộc, vùng Tam Biên lửa máu, từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt tiếp đồng bào ta. Vì giặc thù còn to, vì giặc thù còn to. Anh em ơi vùng lên dưới bao tàn, anh em ơi vùng lên dưới sông lăng. Anh em ơi nước vô còn ta mới còn. Còn tự do là còn cơm no. Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt bây giờ. Úi trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Bục chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao chọc. Dao cụ thế. Đấy, cạnh đập đồ cũng hạ. Đấy, được rồi. Rò vào, lít vào. Không, chưa sâu. Bảo, tôi lấy kiểu nó đâu. Thì đúng chỗ đấy. Dao cụ thì sao? Nghiêng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi xong nó lấy chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ốc cơ. Kéo đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, không lấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa, nó ra đấy. Chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Tao quay hơi kế. Cơ hội cuối. Đấy, đâu ấy. Thế là mày nhận tao chứ.
Con đi mẹ mày bố mày thề nhá, con hôm nay con nào thái độ đây bố mày tìm đúng hồi này thái độ đi.